ơi, ngủ cái trước đó đi. Rồi 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 rồi, cá chê lâu năm rồi, đứng đàng hoàng nó mới lại bị sụp nữa. Ui trời ơi, đây là con cá dày chứ không phải là cá lóc bông, bé ú nhưng mà đủ tuổi cho vô nồi rồi. Vô đây em, ở yên. Chào Tân Dân, kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Dân lại tiếp tục đi thăm lò cá lóc Giang Gừng, đường kênh Lục Bình. Mùa của bông chàm nè, vô gừng là có chàm, thơm lắm. Thôi nó cái lò cỏ. Đóng kính gì chứ, mất hoài. Ui, có ba có cá sặc. Đeo cá lóc. Ở đây người ta phát lỗ câu dữ lắm, cũng là gian gừng luôn. Ôi, thở đây, thở đây, thở đây. Con nó tung cái lò kìa. Ôi, nó nhúng nhích kìa. Ôi, đó, đó. Gì đó, trắng à. Ôi, mà nó vô. Trời ơi. Ui, thủ cái trước đó đi. Ui là trời. Ui cá chê hả? Rồi 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 rồi. Cá chê lâu năm rồi, đứng đàng hoàng nó mới lại bị sụp nữa. Ui trời ơi, lâu dữ lắm rồi mới bắt gặp được con cá già như thế này nha. Ui, nó dài, nó dài hết cái lò luôn. Ui là trời, con cá lóc tạo ký mấy vậy trời. Ui, nó bự nè. Vô. Lên 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 lên. Lò đó là mình neo mấy bữa rồi mà, không có thăm sớm đâu, không có phải ngày nào cũng thăm. Ui, con cá lóc nó giáp cái lò luôn ta ơi. Cái bỏ nè, cái lưng đen dữ, lực lưỡng nha. Cái đường lâu năm Lục Bình chằng chịt, cá cụ còn nhiều mà dạo này ít cá rồi. Chỗ này an toàn không? Được ha, có gì nhào lại chụp phụ cho nha. Kiểu này mà làm nó thoát luôn là giờ ăn đậu đó. Giờ ăn đậu 2 đó. 2, 3. Nhanh, nhanh. Vô đây liền. Bích cái sông ơi. Để em ra gô này lại, dù cá bự nữa. Đố cả nhà nhìn thấy cái là ở đâu. Thưởng. Mình cũng chưa thấy luôn. Đặt bây giờ đi kiếm nghe chóng mặt luôn. Ui, nó nghiêng kỳ nè, lập rồi lập lò rồi. Trở lò theo kiểu bá đạo. Gọi sao lớn. Ôi, con cá lóc gì lạ vậy trời. Lạ lắm. Đây, cá lóc bông hả? Cái gì? Ủa, cái gì? Đứng theo kiểu này bắt cá luôn đi. Có ai mà đi dở lờ đứng theo kiểu này kỳ cục không? Có Dân nha. Đẩy cái thùng lại cây 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 mẹ.
cho cá lóc vô rồi mình đặt lại cái lò, cái dày nha. Thế là được hai em bông bông ú ú hé hé thì phải đặt lại chuyến. Tiếp tục chui vô lùm. Nước con này nó lớn. Ủa cái gì vậy? Mình thăm cái luồng lò này cũng mấy lần rồi mà không phát hiện được cái này. Cái này là gì ta? Cái này là gì? Ghê vậy? Ui cọng dây dài lắm nha. Có cầm được không? Dở lên thôi. Dây điện hả? Ủa có một khúc à. Rồi. Có một khúc à. Dây điện dây đồng gì của ai á. Gò nghi lắm này. Cái này không được minh bạch nha. Cái lò nằm đây nè cả nhà. Cá sạch. Ủa ai nói chuyện vậy? Ủa ai vậy? Ủa đặt lại cái lò coi đứng được có ai vậy? Ngẩn tim luôn kìa. À có cái chiếc xuồng con người ta đang cắt cỏ. Ôi cô ơi, cô chú làm gì đó? À con thấy có chiếc xuồng cho nổi bồng bềnh trên cái sông Lục Bình, cô cắt cỏ cho dê bò ăn. Ôi chàng ơi, sao chiếc xuồng cô kéo vô đây hay vậy? Con thấy cỏ không? Cỏ không? À cái xuồng nhẹ ghim xuống. Dạ chàng ơi, cái sông này cỏ nhiều, việc bắt cắt biết chừng nào cho hết. Trời. Ở bên kia có cặp ngỗng thì nó la làng nãy giờ. Ui lý tưởng nha. Phải chi mình có mượn được chiếc xuồng này thăm lò cho đỡ cực. Mà Lục Bình với cỏ như vậy nè, chấm xuồng cũng không nổi đâu. Thôi con đi thăm lò tiếp đây có cô ơi. Tránh cái bầu không khí được hít thở hương hoa tràm. Nó hủm lắm. Lại là cá sặc. Rồi không mà cái này mình nhìn kỹ ra là nó cũng mất dấu nữa đó. Mình đậy cỏ lại kín dữ lắm mà sao giờ ở trên cũng nhìn thấy luôn. Nãy giờ nghi lắm nha. Hai ba cái mất dấu nhiều. Không lẽ người ta dở lén. Ở đây người ta khoét lỗ người ta câu nhiều lắm chứ mấy cô chú cắt cỏ là không có đâu. Cắt mé bên kia bên đây đâu có động tới. Có một chỗ động à. Rồi hết trơn lò rồi. Thành quả hôm nay duy nhất có một con cá lóc già. Lại chỗ nào mát mát rộng rộng. Sau mấy bữa 15 cái lờ đường kinh giang đường Lục Bình không, đặc biệt không có chúng nhưng mà dính một con cá lóc già. Ý có cá sặc cá gô mà dân không có bắt nha, để lại làm mồi neo lại vài chuyến đi rồi mình kiếm chỗ đặt sau. Trong rừng khó tìm chỗ đặt lắm, cầm phàm tay luôn, hơi khó khăn cho chuyện đem em ấy ra. Được rồi, tóm vậy. Thấy không, thấy không, mà lại là xong rồi chứ. Cầm cái tay hở, không có cầm được. Trời ơi, sao vậy em, từ từ, em ơi, không giữ quá, cái nào. Trời ơi, được rồi, hai tay, nè. Ngon nha, cá già, công nhận điều đó nha cả nhà. Đây là con cá dày, chứ không phải là cá lóc bông. Bé, ú, nhưng mà đủ tuổi cho vô nồi rồi. Vô đây em, ở yên. Lâu lắm rồi mình mới bắt gặp cái cảnh tượng dính cá lóc già trong lò.
15 cái mà như vậy thì cũng không trúng đâu. Cá sặc cá rô thì mình bắt được kho quẹt đó. Đừng cho lát đã nè cái đầu này. Gian gừng nhưng cũng có con lộ nhỏ, người ta cũng có đi vô gừng xe chạy rồi. Giờ đó là cũng có nhiều chỗ khai thác để mình đi vô dễ dàng hơn. Về nhà với chế, về nhà ở với chế nha. Dạ, đến đây thì Thanh Vân xin phép kết thúc cái chuyến đi thăm lờ gian gừng. Thì hôm nay không có trúng, nhưng mà đặc biệt đó là lâu lắm rồi bắt gặp được một chú cá lóc già khủng. Gian gừng mới có chứ bây giờ cô vừa giật gần nhà mình kiếm cá lắm, lặn lội xa xôi. Nhưng mà mấy cái cuối cùng đó, có cái chặt cá rô mà mình nghi lắm, lại mất dấu, cà phét lỗ bành bành gì này nghe người ta câu. Chứ mình nghĩ chỉ có những người đó mà gặp cái lờ mình dính cá quậy đùng đùng là người ta sẽ nhắm lên. Một là người ta bắt cá, hai là người ta lấy luôn cái lờ. Thôi kệ đi, bây giờ biết làm sao, ở đâu cũng có, những tay ở không năm đó. Dạ, đến đây thì Thanh Vân xin phép kết thúc cái chuyến đi thăm lờ. Thanh Vân kính chúc cô chú anh chị và các bạn mình thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc ạ.